phía bên tay phải mình là khách sạn 5 sao Mô Vang Bích, rất là hoành tráng luôn. Ban đêm lên đèn rất là đẹp, rất là lung linh nha. Pinky Garden Phan Thiết. Và đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ sẽ có các ca sĩ rất là nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn chương trình ca nhạc Top Hit Làn Sóng Xanh, đó là Cẩm Ly, Hưng Hồng Phúc, Lam Trường và ca sĩ Thanh Ngọc. Câu sau nước mắt lần thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nơi chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Và bây giờ thì Trường với Ly sẽ cho một bài hát đã từng hát và từng khoe với nhau trong một cái chủ đề về về video của phim Tập Kim Lợi. Bài hát được mang tên Như Cùng Cảnh Ngộ. Mến chào anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương. Hiện tại thì mình đang có mặt ngay tại Nova World Phan Thiết. Vị trí mà mình đang đứng đây chính là ngay cái con đường Lạc Long Quân. Phía trước mắt của quý anh chị chính là cái bảng hiệu, cái logo của Nova World Phan Thiết nè. Phía bên tay phải mình là có một cái khách sạn 5 sao Mô Vang Bích, rất là hoành tráng luôn. Ban đêm lên đèn rất là đẹp, rất là lung linh nha. Còn hướng bên này thì mình thấy có một khu nhà hàng Hải Cảng Seafood. Mình thấy thực khách người ta đến đây cũng khá là đông đây. Xe ô tô đậu khá là nhiều. Hiện tại bây giờ là 18 giờ 30 phút ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2024 nha. Và đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ sẽ có các ca sĩ rất là nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nova World Phan Thiết này biểu diễn chương trình ca nhạc Top Hit Làn Sóng Xanh, đó là Cẩm Ly, Hưng Hồng Phúc, Lam Trường và ca sĩ Thanh Ngọc. Bây giờ thì mình sẽ đi tản bộ xuống phía dưới khu quảng trường Bikini Beach nha. Ở phía dưới đó thì du khách người ta tập trung đông hơn. Cái hướng biển này thì mình thấy người ta thả diều nè. Diều người ta gắn những cái bóng đèn LED sặc sỡ đủ màu luôn. Khá là lung linh. Cái khúc phía trước là quảng trường Bikini Beach, nơi có cái sân khấu diễn ra chương trình ca nhạc Top Hit Làn Sóng Xanh, gồm 4 ca sĩ nổi tiếng về Nova World Phan Thiết biểu diễn. Còn nhìn ra xa xa đằng kia chính là khu trò chơi Circuit Land, ngay chỗ có cái vòng quay mặt trời á ha. Mấy cái ảnh bán bánh bao này, ảnh rau râm ran luôn. Phía bên tay phải mình có một cái khu nhà hàng mang tên là Aloha. Giờ này gió biển nó hát vào rất là mát luôn. Buổi chiều thì ở ngoài bãi biển là có rất là nhiều người dân cũng như là du khách người ta đi ra tắm biển cũng như là ngắm cảnh biển. Nhà hàng Aloha Big Club. Đây là con đường Lạc Long Quân nè. Còn phía bên kia chính là cái khu Shop House Aloha Big Club. Ở bên này thì có khu nhà hàng đặc sản Phan Thiết. Cái khu nhà hàng này mình thấy hiện tại bây giờ du khách khá là vắng. Một cái nhà hàng rất là rộng, rất là đẹp nha. Ở đây thì có nhà hàng Cơm Niêu Việt Nam House. Cái gió biển nó vào rất là mát luôn nha. Ở phía ngoài bãi biển kia người ta thả diều nữa ha. Để mình ra đó chút xíu cho quý anh chị xem nha. Nhà hàng này cũng rất là đẹp đấy, rất là rộng rãi luôn. Cơm Niêu Việt Nam House.
Còn đây là cái hướng mà để cho du khách đi ra bãi tắm này. Ở trong này chính là quảng trường Bikini Beach đây ha. Đêm nay sẽ diễn ra cái chương trình Top Hit làn sóng xanh đó. Ban đêm mấy cái con diều led này rất là đẹp nha. Con bạch tuộc nè, con cá đuối nè. Con diều này rất là dài nè, đủ màu sắc luôn á. Ba con diều rất là lớn. Còn ở phía trên cao kia là có mấy con diều nhỏ nhỏ thôi. Hiện tại bây giờ thì cũng có một số du khách người ta ra đây để hóng gió biển nè. Ban đêm ở ngoài này gió biển rất là mát nha. Người ta chuẩn bị thả một con diều bạch tuộc rất là lớn ở đây. Đèn led đủ màu sắc luôn. Con bạch tuộc này rất là dài. Bây giờ thì người ta chuẩn bị thả thêm một con diều có hình dáng con bạch tuộc này. Con diều này rất là lớn, rất là dài nha. Chờ gió nó mạnh mạnh lên xíu bắt đầu là người ta mới căng diều lên. Cái con diều này cái xúc tu nó dài á, dài quá trời dài luôn á. Đó. Đó rất là đẹp nha, rất đẹp luôn. Bãi biển hiện giờ thì cũng có một số du khách người ta ra đây hóng gió nè. Giờ này mà cũng có mấy anh người ta quẳng cào chăn chan chém chép. Biển buổi tối hôm nay gió rất là mát luôn. Đó, du khách người ta ra đây ngắm thả diều đây. Những cái con diều led này ban đêm nó thả lên bầu trời là rất là lung linh. Ngay cái bãi biển này là buổi sáng sớm cũng như là buổi chiều mát là có rất là nhiều người dân cũng như là du khách người ta ra đây tham quan hóng gió, ngắm cảnh biển cũng như là vui chơi tắm biển này. Rất là đông á. Còn đây là cái khu Pinky Garden. Quá đẹp luôn. Ở ngoài này thì khá là tối ha. Đó, rất là đẹp nha. Đủ sắc màu luôn. Cái con diều này cũng khá là dài đó. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái khu Pinky Garden này để xem có gì hay ho hay không. Một cái không gian rất là mát mẻ, rất là rộng thoáng với một cái màu hồng rất là dễ thương.
rất là mát luôn á. Ở phía trước này là có hai cái con hươu cao cổ nè. Pinky Garden Phan Thiết. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái vòng xoay mặt trời nha. Phía bên này chính là cái khu trò chơi Circuit Land nè. Gió rất là mát. Hồi nãy mình ra cái bãi biển, giờ này ban đêm là nó tối thui, ghi hình là không thấy gì. Đó, bây giờ thì mình thấy phía bên kia là khách bắt đầu là người ta tập trung khá đông rồi nè. Tập trung để chuẩn bị xem cái chương trình ca nhạc á. Mình thấy xe ô tô của du khách người ta đậu đổ ở đây cũng rất là nhiều. Nhưng mà xung quanh đây thì khá là vắng. Chủ yếu là giờ này người ta tập trung ăn uống ở trong mấy cái khu nhà hàng á, với lại tập trung chỗ cái khu quảng trường Bikini Beach để chuẩn bị xem ca nhạc á ha. Vòng xoay mặt trời rất là đẹp luôn. Ở bên kia chính là cái sân khấu ca nhạc nè ha. Một sân khấu cũng khá là lớn. Bây giờ thì du khách cũng như là khán giả người ta tập trung cũng rất là đông rồi nè. Hiện tại bây giờ thì bên đó người ta đang mở nhạc á. Mình sẽ đi qua đây chia sẻ một vài hình ảnh cho quý anh chị và các bạn cùng xem nha. Cái vòng đu quay mặt trời này ban đêm nó lên đèn rất là lung linh. Circuit lên. Hiện giờ thì cũng có một số khá du khách dẫn con cái người ta vào cái khu này để chơi trò chơi ở đây. Một cái vòng xoay rất là lớn. Mình tưởng vắng chứ, phía bên trong kia thì khách cũng rất là đông đây. Những gia đình nào mà có con cháu thì vào những cái ngày cuối tuần hoặc là những cái ngày nghỉ lễ, chúng ta nên dắt con cháu chúng ta vào đây chơi trò chơi nè. Lâu lâu cho các bé vui chơi trải nghiệm. Đây chính là khu trò chơi Circuit Land đây. Cái khu này là nằm cách ngay cái quảng trường Bikini Beach khoảng 100m thôi. Hiện tại bây giờ thì mình thấy các bé chơi trong này cũng rất là đông đây. Phía bên này chính là cái quầy vé nè. Còn lối vào cái khu chính là bên này. Còn đây là cái khu mở nè. Khu mở thì có 3 cái gian hàng trò chơi. Trò chơi may mắn, rồi trò chơi ném banh gì đây nè. Và thả những chiếc vòng. Đổi vé lấy bi, một vé là 10 viên. Xe đổi vé lấy ô tô. Cái này bắn súng. Còn cái này là thả xe nè. Thả cho nó chạy lọt vào cái lỗ kia là mình trúng được thú bông. Còn đây là trò chơi ném vòng. Ném vòng vào những cái con vịt kia. Giải thưởng là những con thú bông luôn.
Còn đây là trò chơi vòng đu quay Let's Fly này. Bên kia có tàu lượn hả? Trò chơi mạo hiểm. Đây là quầy vé nè, để mình cho mọi người xem giá vé nha. Giá vé người lớn là 120, trẻ em là 100, từ 1 mét dưới 1m4. Lối vào những cái khu trò chơi chính là ngay cái lối này. Trời, quý vị biết là Trường với Ly là tụi Trường là thân với nhau bao nhiêu năm rồi ạ? Rất là lâu rồi ạ. Và hôm nay rất là cảm ơn chương trình đã có lời mời để mà Trường với Ly có dịp đứng chung sân khấu. Chứ trước giờ là Trường cứ bị người ta bắt cóc Ly hoài à. Ai biết không ạ? Đang Trường chứ ai? Đúng không? Nhưng mà thật sự ra Đan Trường với Cẩm Ly là có rất nhiều bài hát rất là hay. Nhưng mà thật ra Trường với Ly cũng có một số bài hát mà tụi Trường đã từng thông với nhau và rất là nhiều khán giả đã xem qua clip và rất là yêu thích. Ừ, nhưng mà tại vì là Trường với Ly không có cơ hội để hát chung với nhau lâu lâu, thiệt là lâu rồi á. Lần này mới lại coi như hiếm lắm để có cơ hội hát chung với nhau đó quý vị. Không biết quý vị có ủng hộ không ạ? Nghe tiếng cổ tay nhỏ đó chắc là không thích Trường với Ly hát chung. Đúng rồi. Thực sự là mọi người còn thấy rất là ngỡ ngàng bởi vì gặp lại Cẩm Ly ngày hôm nay. Chứ hồi nãy là khán giả rất là xung đột không tin. Thử nghe âm thanh nha. Quý vị cho Cẩm Ly nghe thử âm thanh của chúng ta nha. Tất cả mọi người đúng không ạ? Quý vị ơi! Sợ chưa? Sợ, nhưng mà quý vị biết không? Mỗi khi mà ca sĩ đến trên sân khấu hát đó, ca sĩ rất là mơ ước là sẽ có được những cái tràng pháo tay thật lớn thì sẽ cổ vũ tinh thần động viên nhiều hơn quý vị. Đừng tiếc gì những tràng pháo tay ủng hộ cho tất cả các nghệ sĩ rồi quý vị ơi. Mình thiệt là lớn thì hát giữa càng sung quý vị. Lớn thử lắm. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì Trường với Ly sẽ cho một bài hát đã từng hát và từng quay với nhau trong một cái chủ đề về video của chúng ta Kim Lợi. Để hát được mang tên Như cùng cảnh ngộ. Xin tặng quý vị ạ, tặng quý vị rất nhiều ạ.